Xin chào các bạn. Hôm nay bà Tám sẽ dắt các bạn đi đến một nơi này mà nó rất là hấp dẫn dành cho những người mà ở gần đây nha các bạn. Cái chỗ này là Tám đi gần 2 năm nay rồi. Tám đi làm facial và hôm nay là ngày khai trương từ 1 giờ cho nên bây giờ Tám phải đi tới. Rồi xong rồi Tám review cho các bạn xem. Rồi có những cái gì hấp dẫn á thì bạn ở gần đây sẽ ghé để mà làm nha. Nghe đồn là rất là nhiều cái khuyến mãi rất là hấp dẫn. Nhưng mà chi tiết thì bây giờ mình phải tới đó để mình hỏi bà chủ mình mới biết được. Cái tiệm này là nằm ở trên đường Garden Road. Bây giờ Tám đi từ nhà Tám nha. Đó, bây giờ Tám đi, Tám chỉ cho các bạn đường đi luôn nè. Rồi Tám sẽ để cái địa chỉ đằng sau cái clip này. Cũng dễ đi lắm. Bây giờ Tám đi đường Bonsa. Tám chạy thẳng tới đường Magnolia. À, bây giờ Tám đi từ Phước Lộc Thọ nè, qua Phước Lộc Thọ là tới đường Magnolia. Xong rồi Tám quẹo phải, qua Phước Lộc Thọ tới đường Magnolia, quẹo phải đi thẳng hoài, gần tới đường Garden Road là mình có một cái khu bên tay phải, mình quẹo vô là cái tiệm nằm trong khu đó. Thật ra cái chỗ mà Tám sắp sửa đến quay cho các bạn xem á là Tám đã tới, Tám làm facial. Tám làm facial thường xuyên lắm. Nhưng mà trong cái tiệm này á, trong cái chỗ này á thì cũng rất là có nhiều ca nghệ sĩ tới làm lắm. Nhưng mà không biết là mình nhắc tên ra đây có được hay không thì mình sẽ tới mình hỏi bà chủ. Tại vì bà chủ bà làm cho các anh em ca nghệ sĩ rất là nhiều mà mình không có dám nói ra. Có thể người ta không có muốn nói ra làm sao không, thì Tám nghĩ là nếu mà có nói ra chắc cũng không sao đâu, tại vì mình đi facial thôi mà, mình có làm gì đâu mà phải giấu đó. Trừ khi mà đi thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp hoặc gì á thì có thể là private là người ta giấu cho mình. Còn nếu mà bây giờ cái này mình facial thôi mà, đúng không, mình làm giống như là mình mất xăm mặt thấy sồ thì có gì đâu giấu. Thì kỳ đó Tám tới Tám thấy cũng có mấy người ca sĩ tới lắm, nhưng mà thôi Tám không nói ra đây, để chút nữa gặp bà chủ coi mình hỏi có được nói tên những ca sĩ mà thường tới làm với cổ hay không thì chính cổ sẽ nói cho mọi người biết là ai thôi. Tại vì Tám nghĩ là mình có nói ra chắc cũng không có đến nổi đâu, tại vì giống như là kiểu sao ta, mình chỉ giúp cho cái người facial mình có thêm khách của mình, giống như là fan của cái người đó, thấy nghe tên người đó tới đây làm thì họ cũng muốn tới họ làm thử, ví dụ như cái tâm lý là vậy á. Mà cái đó cũng là giúp cho người facial cho mình thôi, chứ cũng đâu có ảnh hưởng gì danh tiếng gì tới mình dữ đâu, đúng không các bạn? Cái đó là theo suy nghĩ của Tám, còn suy nghĩ người khác thì Tám biết làm sao. Giống như giờ Tám đi làm đẹp đâu, Tám làm gì thì làm gì Tám cũng nói à, Tám đâu có giấu làm gì. Tám cũng không biết tại sao nữa, thì bình thường cái chất chuyện đó là chuyện thường tình thế thôi mà, có gì đâu. Ví dụ mình đi facial ở đâu thì mình nói cho mọi người biết để mọi người thích, nào ai có nhu cầu thì tới đó làm, đúng không? Nói chung ở đâu cũng có rất là nhiều chỗ, nhưng mà nhiều khi khán giả người ta thích tới cái chỗ mà thần tượng của người ta hay tới làm thì người ta tới thử đi, người ta làm một lần đó, người ta thích thì người ta sẽ tới hoài, còn nếu người ta không thích thì thôi, chỉ cần một lần thôi. Tại vì quan trọng là cái chỗ đó có biết giữ khách hay là không. Cái chỗ người ta làm ăn, người ta biết giữ khách thì khách sẽ đến hoài với người ta. Còn nếu mà
người ta làm khách đến một lần khách đi thì cũng là cái duyên của người khách đó với cái tiệm đó thôi, đúng không? Mình thì mình chỉ giới thiệu, mình giới thiệu giống như quán nhà hàng, quán ăn cũng vậy. Tám đi đâu, Tám thấy ngon thì Tám giới thiệu theo cái khẩu vị của Tám, nó ngon là Tám nó ngon nha, còn dở là Tám im luôn à, Tám không nói đâu, Tám không có giống như là làm bộ được. Mình dở mình không thể nào mình nó ngon được hết á, khó lắm, khó chịu lắm. Bây giờ bởi vì Tám không có dám lấy tiền của ai để mà quảng cáo hết á, Tám sợ lắm. Tự nhiên mình nhận tiền ta, mình quảng cáo cho người ta, chẳng lẽ bây giờ mình nó hùi cái quán này không ngon, đâu có được. Mình phải khen ngon, cho nên là quảng cáo cũng quan trọng lắm. Mình quảng cáo, mình phải quảng cáo thật, còn nếu không thì mình không có nhận. Mấy lần có mấy người ta nhờ Tám tới quay quảng cáo giùm, mà Tám nói là thôi Tám, Tám khoan chưa biết nữa, để Tám ăn thử, hoặc là cho Tám tới Tám ăn thử, hoặc là Tám tự động Tám, Tám một mình Tám tới Tám tự tự động Tám ăn, hoặc Tám nhờ người tới ăn, ăn coi coi có ngon hay không. Nhưng mà phải Tám ăn mới được, tại Tám ăn theo khẩu vị của Tám thì Tám, Tám giới thiệu được. Còn còn người ta ăn, người ta thấy ngon mà mình ăn mình thấy không ngon sao, rồi mình ăn thấy ngon rồi có một số người ăn người ta không, không thấy ngon sao, đâu biết được. Ví dụ mình ăn, mình ăn ví dụ mình ăn hơi thích đậm đà thì mình thấy ngon, còn những người ta ăn lạc nhất quen rồi khi người ta ăn người ta thấy mặn. Bởi vì tùy à, không có nói được, không có nói là trời ơi tôi ăn có thấy ngon gì đâu mà nhỏ đó nó khen dữ vậy. Cái đó là khẩu vị của người ta, mỗi người một khẩu vị. Nhưng mà Tám ăn thì phần đông là cái khẩu vị của mình, mình nghĩ là mình thấy ngon, hình như mình thấy 90% là người ta đều thấy ngon, mình thấy là vậy. Còn ví dụ tại vì mình ăn giống như là thường thường thôi, chứ mình không có ăn lạc quá, mà mình cũng ăn mặn quá, mặn quá mình cũng đâu có thích. Cho nên là mình không có dám quảng cáo mà sai, có thể sai trong một hay là 5-10% nào đó tùy theo cái khẩu vị người dùng thôi. Chứ Tám thì nếu mà Tám ăn mà Tám không thấy ngon là Tám không có nói, không có nói là u ngon quá, mà trong khi không ngon. Mình làm những nó kỳ, mình không có làm được, mình không có làm được. Cho nên là phải hiểu cho Tám, như những cái chỗ nào mà kêu Tám review hoặc sao á mà Tám không có nhận thì cũng thông cảm cho Tám, mà có thể là Tám sợ cái điều đó thôi. Còn nếu mà xua ngon thì phải cho Tám ăn trước, hoặc là phải mời Tám tới ăn trước, cho dù ngon hay dở gì đó không cần biết, nhưng mà Tám phải ăn trước. Và Tám thấy ngon thì có khi Tám ngon là Tám review free luôn, Tám không có lấy tiền. Tám không có thích lấy tiền mấy cái đó, không có đáng nhiều đó. Mà Tám không có, giống như Tám không, mình không nói mình là không có cần tiền, mình cũng cần tiền đó, nhưng mà cũng tùy thôi. Không phải mình cần tiền mà mình bất chấp, mình có không có mà mình nó có, không mà có mình nó không, không có bất chấp kiểu đó. Cho nên là mình, ý mình nói đây là những người nào mà muốn Tám review thì phải cho Tám ăn trước, ngon hoặc là cho Tám xài trước, ngon là tự động Tám review free luôn cũng được. Tám không cần lấy tiền, miễn là fan của Tám biết tới ví dụ như người ta bán được mình cũng vui. Cái đó là cái tánh của mình nó vậy. Mình thấy cái mình làm cái gì cho người ta được đó, là mình cảm thấy mình thích. Tiền bạc không có quan trọng, mình không có đòi hỏi là ôi trời ơi, tại vì nhờ tôi á mà mấy người mới bán được hàng mà phải đưa tiền cho tôi hoặc là chia cho tôi tiền, không có cái đó. Thôi bây giờ tập trung chuyên môn, mình dòng lại cái tiệm spa này nha, sắp tới rồi. Tới rồi nè, bên này là đường Magnolia nha, ở bên này là đường Garden Row nè, cái tiệm nó nằm ở đây nè. Garden Row mình đi thẳng hoài, tới đây là mình U-turn là tới đường Magnolia, cái mình U-turn lại là mình đi vô trong này. Glow Beauty Bar, cái mùa đông người quá, người ta đang ăn uống, trời ơi ngại quá. Không biết kịch đây, để kiếm bà chủ quá đã. Hello bà chủ. Chúc mừng nha. Chị nha, khỏe không?
Khoan, chị Cam Thê. Hello anh. Trời ơi. Dạ anh Quang đang ở nhà đây. Ồ, đây là món chắc miệng. Để đợi chị xíu, chị hỏi Tú Anh một cái nha. Hỏi sơ bây giờ mình kiếm chỗ nào mình gọ mình hỏi ra. Trời ơi, đồ ăn kìa, hoành tráng chưa. Đây tiệm nè, tiệm của chủ nè, spa nè. Hôm nay là mở party cho mấy anh chị. Đây, hôm nay đứng có cái promotion gì hấp dẫn thì nói luôn cho fan bà Tám đi. Chờ em chút xíu. Rồi bả cũng quên luôn chắc. Đây nè, có lầm neo luôn, đủ màu luôn nè. Đẹp chưa? Cái này cũng đẹp luôn nè. Đây tiệm làm tóc, bên này là làm tóc, bên kia là ghế ghế làm neo. Ủa chị Yến, hôm nay có khách rồi ha. Bé Kép nó nói là ngày mai mới có Hoành Thánh nha. Cũng được, cũng được. Chị Yến đây là fan cứng của bà Tám. Order bé Kép Hoành Thánh à muối. Order Hoành Thánh à muối của với bé Kép mới ghê. Tại bé Kép hay tới đây facial, cho nên là chỉ order bé Kép Hoành Thánh của à muối. Ở đây là có máy luôn nè. Máy làm cái gì thì Tám không có biết. Ở trong này là nối lông mi, có hai cái ghế nối lông mi. À, đẹp chưa, có đèn nè. Cái phòng này là cái phòng mà Tám hay vô facial trong này. Đây có welcome. Đẹp chưa, cái giường nè, đó Tám hay nằm vô đây chấm facial, Tám ngủ trong này nè. Ủa Tú Anh cho chị hỏi là mình có nói được những ca nghệ sĩ nào hay tới đây em làm nói được không? Em không biết, người ta cũng không, chắc cũng không ngại. Có, em có đến với em là Hương Thủy, chị Giáng Ngọc, Trúc Lam, Trúc Linh, Diễm Sương, Ngọc Anh, chị Hồng Đào, Quang Dũng. Bữa tới đây gặp Quang Dũng, Y Kim nữa. Yes. Rồi chị Cam Thơ và bé ai nỉ của Cam là bé Cam. Rồi chị con chị Duyên, chị Văn Ngọc nữa là bé Thi. Cái như là có fan, có anh Trọng tới, anh Tấn tới. Anh Tấn chồng chị Văn Ngọc, anh Trọng chồng của Hương Thủy. Có đầy đủ hết. Có anh qua anh chồng Cam Thơ chưa tới. Bữa nào kêu tới đi cho ảnh relax. Mong tất cả fan của chị có dịp đến miền Nam California thì ghé sang tiệm của Tú Anh. Ok. Thì chỗ này chỗ làm việc của mình. Thì Tú Anh, Tú Anh đứng ở kia cho nó xa xa một tí, hơi cái mặt bự ạ. Rồi, ok. Xin mời bà chủ cho biết cái promotion của tháng này là tháng 3 bắt đầu mùa xuân. Tú Anh mở ra thêm cái phần móng tay và phần gội đầu dưỡng sinh. Thì Tú Anh sẽ promote lên 4 phần service. Chỉ có 199 đồng là vừa làm facial, vừa làm hair treatment, là cho hair, cho tóc khô, tóc khô, rồi da khô, da đầu khô. Rồi mình làm luôn phần gội đầu, mà gội đầu giống như ở Việt Nam mình thích đó. Vô rồi làm massage cho cái đầu, vừa mặt vừa đầu vừa cổ vừa vai, cảm giác rất là thoải mái. Cái đó là cái giá ưu đãi cho của coi như là 99 đồng cho 4 service. Cho 4 service là làm facial. Facial mà gội đầu. Gội đầu facial với lại tóc với da. Tóc với da với lại thêm móng tay mà làm manicure. Đó, thì 4 cái service đó là 100 đồng. Cho một tháng đầu tiên khai trương. Dạ. Hôm nay là ngày 12 tháng 3. Cho tới ngày 12 tháng 4. Nếu mà ai có thể mua cái ticket để xài trước á, thì mình có thể kéo dài tới 3 tháng. Hiểu rồi. Tới mua bất cứ lúc nào trong tháng đầu tiên thì mình sẽ được kéo dài 3 tháng. Thì xài bất cứ lúc nào, mình không xài mình tặng cho người khác cũng được. Làm quà cho sinh nhật, làm quà cho cái gì ai mà không có làm tới mua tặng cho bà Tám cũng được sao. Bà Tám hay đi tới đây làm đó. Thì cái
cái facial á, thì em cũng có special cái facial trong phòng á, thì thường là em chọn 150 đồng, nhưng mà ai tới khách mới á thì em sẽ chọn 95 đồng. Thì cho cái treatment giống như là close signature của cái facial thì mình được 95 đồng. Rồi rồi còn gì tại nữa vì không? Mình dùng là dùng tảo biển, CV của European với CV của Mỹ, tất cả làm từ Mỹ. Đúng rồi, có thể FDA là approved. Có thể là khách sẽ thắc mắc là ở đây là organic. Organic. Yes. CV này nó làm từng bộ, không có cần phải sợ là bị contaminated, bị sạch sẽ. Mỗi một cái này thì đều có một cái step làm khác nhau. Từ 1 cho tới 3 thì những cái này nó sẽ làm cho mình thấy sạch sẽ hơn. Và cái hãng này nó trên 40 năm. Cho nên là nó vừa organic mà nó sẽ rất là hiền cho cái da của mình. Nó có tất cả những loại giống như từ da khô, da dầu cho tới da hỗn hợp đều có, cho tới da mà nhận mẫn cảm luôn. Cho nên là tất cả đều đừng lo, đây là đồ của FDA approved. Rồi cảm ơn bà chủ, còn gì nữa không ta? Còn gì nữa? Còn gì không để nói? 40% cho pedicure and medicare. 40%. Là coi như nếu mà người ta không có tới làm combo thì làm lẻ thì được giảm 40%. No, làm cái set là phải luxury thì mới được 40%. Là nó tiếng Việt là gì? Luxury là cái cao nhất á, thì vượt 40%, chẳng hạn như cái đó là thường là 90%, giờ trả có 54 đồng. Là như vậy. Okay. Còn mỗi lần sơn gì khác nhau thì cái tiền nó cộng lên thêm. Rồi. Chứ không phải hẳn là 54 đồng. Rồi cảm ơn Tú Anh. Đây cái giường. Đây là lần đầu tiên đứng trước cái máy của chị Thơ. Hơi rung hả? Rung. Hơi khớp hả? Tối ngày làm vai sồ mà đâu đứng trước máy hả? Ok rồi, được rồi. Bây giờ Tú Anh chắc cũng phải ra tiếp khách ha. Thì sơ là như vậy. Khi chi tiết thì có thể là mình sẽ nói sau ha. Được không? Nhưng mà bây giờ là cũng đã hết những cái gì cần biết rồi đúng không? Rồi. Okay. Cảm ơn bà chủ nhiều nha. Chúc ơi, tiệm buôn may bán đắt nha. Đây bà Tám đi ra đây, Tám phải đi công chuyện gấp cho nên tới một chút xíu quay cho các bạn xem thôi. Đây nè, đó, tiệm nằm đây nha. Rồi Tám sẽ để cái địa chỉ ở dưới cái sau cái clip này. Rồi xong các bạn, rồi tội nghiệp bà chủ quá trời luôn nè. Chủ bà thấy Tám đi liền á, sau khi chụp hình chụp đồ này kia xong cái Tám phải đi, cái Tám đâu có ở lại ăn. Bà chủ bà mới bới cho Tám nè. Rồi mà nó nói hôi khỏi, lo là tiếp khách này kia đi, tại bà chủ phải lo tiếp khách này kia đó. Cứ coi, dễ thương lắm. Bà chủ rất là dễ thương, rất là hiền lành. Cho nên là các bạn yên tâm mà tới mà làm cái tiệm này rất là hiền lắm, hiền lành, dễ thương lắm. Nè, cũng phải bới ra xe cho Tám một cái đồ ăn, một dĩa đồ ăn mới chịu. Tám nói khỏi, mà cứ chịu, cứ bới à. Bây giờ Tám phải đi đây. Thôi bây giờ Tám cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip mà và sẽ phải quên lộn. Và nhớ ủng hộ cho Tú Anh. Tú Anh là tên của cô chủ đó. Cô chủ của tiệm Glow Beauty Bar này nhé. Gần đây nè, cái anh rô gần xịt đây nè. Ai mà có nhu cầu hay đi facial hay là đi làm móng tay hay là gội đầu, làm tóc, gội đầu facial này kia đó thì ghé ở đây nha các bạn. Gần khu này thì ghé ở khu này ha. Rồi Tắm bye bye nha, Tắm phải chạy xe đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, see you again. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.